Sôm cơ rục chấm rệp xuống, bục mai bong pôn ôm pu miếng cái đôi chìa mịt sẽ đạp thằng ó. Đại tai tai nị dung tam đan sẽ đạp cái đôi chìa quầm trô cả nị tiền rương làng bến. Cả tha thì bài sai rương, cái đôi chìa cả nị dây rương và vì xâm nặng trong bàn. Đôi bong pôn thằng ó kia bàn chìa rệp hái than ở trong video nị môi, nhông tay thật vơi cả. Ở nơi tiên cái đôi trẻ thà thì bài nơi sạch rướng xem để thật tuôn bàn vì bây mất cái đôi trẻ mình là sạch đáp rồi bộ cốt tay thật vơi ca chạy rầm lệch và rương ra khá có rõ điên cái ní chụp này dài rương ra khá thiết có và miền thiếp và khóc cái ní bằng đài anh chẳng được nông ở video ní nhom từ tôi bàn rương ra thay môi bị bong pôn dướng, cái nhom đang phơi ca chạy rầm lệch, cái đôi chia sầm rai chạy chun bong pôn tục chia ca cầm san làm bầy cắt bắn thoi, lập hiệp tan tăng bằng đài. Nè thằng ngọc ní anh chẳng ở cầm ao ấy khát bê bê lê dú cái nhom mà xôm phơi ca trâu nửa sạch rương thay rồi bỏ dướng tay mà đòn. Rồi sách rương thay rồi bao dương ní cứ chia sách rương đã từ tuôn bàn vì lục ta ném rồi lục ta ném có miền sọc cầm na nơi hàng khai prey về lục ta ném ở một bò con cứ chỉ nhẹ đi chua rệt đầy rồi nhóm bàn chụp con nắng cà vì bà mà sao mến ấy ở nhóm cả bàn này dây và lên cho môi cọt mà sân tu chẳng tới lục ta ném cọt à lời nắng cọt cầm phong đại phơi ca và chích bà lai và cọt cầm phong đại phơi ca là chích bà lai chích và đào xâm ra bà đã tật và chích bà lai cái đôi chích chia giờ đào xâm ra bà đã tật nơi bọt trung bình và bọt trung bình đầy là bóng bầu mà chụm nôn đó con bàn thuê cá chua và bàn thuê cá chua rồi và chi chia bà lai chẳng tới về là mình tực mình liền máu cứ đọ tực được cái đồng bà lai nắng phải là mỗi bên là dựng đầm thì họ ta dựng đầm đồng nam đôi chữ spy cho đôi chữ đồng nam xanh tiết và đầm đồng nam đôi chữ spy cho đôi chữ đồng nam xanh tiết anh chẳng tới cứ bà bia thực chạy đầy và sẽ bầu tực tràn đây càng nghe bà cót cứ càng nghe đi chua rệt đầy cặp đầy nít cứ cọt bà thưa với cứ dù nằm cả hơi bà thưa với cứ dù nằm cả hơi rồi cọt ăn miên một là bò bà ăn miên một ở bò dịp xây cào pin đăng tế thì cọt cọt bàn ở riêng tra ăn miên ở chấm này chấm nia nhảy đá ngày mùi bình thiên nó cọt cọt miên bà đây sai đây chấm ca xâm ra bà thưa sai thưa chấm ca ấy đây chẳng càng nghe bà con nó cứ miên đập bưng từ lời cầm làng nâng thế là xì chua bà cặp đây chôn cao chẳng tới cái ao chi dìa trục bèn chỉ ra và đẹp lắc qua đàn lật lên chẳng tới qua đào và chỉ chìa bà lai và đẹp đẹp hai thẻ bắt đầu càng nghe chẳng ngắn hai nè thằng ngọt nếp nè thằng ngọt nếp chẳng rương ra môi đài lục tan này em còn chạy rầm lệ ní ca pi bà rồi mà để dạ môn đấy bà ca pi mà để dạ môn cứ miền mà nè còn bàn tình đây bà hai chơi mà hạt ta bà ai nòng đây mà hạt ta nó cứ miền đầy tua môi cần lái bên nó mà chả đây còn có và ôi thằng lán và ôi thằng lán nó có đặt đây đầm bay bồng pình và tỏ bị bồng pình ở cỏ kia và kia ôi smile chẳng thử và tỏ bị kia smile ó nè thằng ngọt đấy bà tỏ bị kia smile on chẳng thử rồi dạ pê mán bà rồi dạ pê là mà để dạ cao đây để thả riêng hạp riêng ấy và chạp té có và chua còn cái chua là Lục ta này em nó ao chích bỏ lái đầm bầy bọt chung quanh đây rồi bà con. Canada đây là mà cái lái nhỏ miền bỏ lái tật bọt chung quanh chẳng tới với đây nó cứ tật trẻ sờ bầu ở chiết tật. Ở dương đàm ở đầm nam ở ấy có vị bàn Paul bàn bà Play Pka đây bà. Lục ta có bàn riệp rọp tha đây là cọt chích nắng. Đang bất tới cứ có rạch đăng thì rồi xa tài mà chả đây mà chả gần lại nó cứ có chả đây hay là mối cọt kia mà on chẳng là nè ngọt nế về để dân mơ tới dân ở đăng thả đây nó cứ và miền ti miền tua lấy thể to đập bê cọt bàn thật tua chích bà lai nắng chích bàn ở à sắp mệt rồi ta ném cọt bàn ở bên bà xa ta về để cọt chích bàn hà sắp mệt chích tích tới cửa sạp tại bà tè khơi mà tè cả đà tè khơi mà tè cả đà cha cha nắng tè khơi mà tè cả đà cha cha cọt cò người nhặt cả đà nó cứ vô mà đầm bài đầm ấy bán cọt cò vô mà cọt vô bà tè cả đà nó vô mà pu ôi chị chùm rịa tục đảm bài à tục đảm bài nơi cái lại nhà ruộng bà con đây coi là thưa ruộng nó cứ nơi cái lại đây đằng làm hành nghề sứa về để tranh và về để thưa ca rồi rồi lái cái con màu cái lại nhà ruộng bà con nắng quạt đảm bài đảm hành chẳng từ chẳng đó là pe con vô à bật đèn chơi nó vô mà đảm bài ở lại mà chụp nôn thì nó coi bàn cô chào các bài ruộng bà con đó này nè ngọt nế rắp là dục từ bốn bà dục từ bốn lục ta này em có thà đôi giờ hai ta khơi bên đây sờ hòn chăng bà đôi khơi bên đây sờ hòn chăng mong bà hai chỉ bấm pơ là nghe bà to picot hậu bài to picot hậu bài rồi giờ chăng tới còn coi nơi khẳng mộc ruộng nè bà còn coi nơi khẳng mộc ruộng sao đang coi có khơi miền là bà mà núp rau mà nè nắng cọt có bán cho nơi khẳng mộc nè cọt có bán cho nơi khẳng mộc hay có bán này dây từ can lục ta bà các bạn này dây từ can lục ta tha lục ta nhom mà sông bạt tè cả đà bình rồi bạt tè cả đà này cứ đa cá đà hai đa cá đà mà chu bà đá nó cứ cá đà mà chu bọc nhông thì chẳng ở nhông ở sông bên màu hay lục ta ra ở man đột làm bài ở man là nó cứ ở bài nhà hà thế bên trái đa cá đà này nơi xóm lục ta chui vô tất đại bà cả lại đà ấm hồn và to bên dưới phần này nè thằng ngọt này á và rồi mà nè nó có sạp tại bạt và còn sạp tại bạt trên bình nắng á nè và còn có sạp tại bạt trên bình nắng từ và còn có sạp tại bạt trên bình nắng ai cào mốc lục ta còn có vô chơi vô ấy nắng vô từ đã này lại đào mình rồi còn đằng thà chơi nó cứ chơi bập phê đã chơi mà chung đây là mà cha kia cái mật tiêu với nhá nè và chân rương ra đi cứ chỉ rương ra đà lục ta này em còn à quạt chuột thì vậy tới bây là quạt chị đây chẳng tới bây là chuột mà chuột rồi bọt xem đấy bên đây trong pua và màu thì là màu và hàng sọt sọt chẳng có đà chuột thì và tại bà tôi chỉ và chuột bật tè nàng đây chàng đây và xong phải đẹp xem thì nó cứ tay đặc khơi chỉ nhồi nơi cái lái đây và làng đây tua lấy anh trắng là nè thằng ngọc này và bọn bầu thằng ngọc này chẳng ở rương ra rồi bò lục ta ném cứ nhôm xong mình chọp thầm ní ai cứ xong ở côn ta đòi bọn bầu để bàn chầm này p tam đàn sẽ đạp cái đôi chỉ còn trố và rồi cả thà thì bài nữa sang chơi rương xem rồi bọc nhau bàn អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់ជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងអត្ថន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារថ្មីផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា